Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học sách toán lớp 9, Chân Trời Sáng Tạo. Chương 9, Tứ Giác Nội Tiếp, Đa Giác Đều. Bài 1, Đường tròn ngoại tiếp tam giác, đường tròn nội tiếp tam giác. Bài tập 1, trang 68. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 cm. Câu A, nêu cách vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu B là nêu cách vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Câu C là tính bán kính R lớn của đường tròn ngoại tiếp và bán kính R nhỏ của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tác giải bài toán như sau. Câu A, nếu cách vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì đầu tiên ta vẽ cạnh BC bằng 6 cm. Tiếp theo ta vẽ hai cung tròn, tâm là B và C, bán kính là 6 cm. Chúng cắt nhau tại điểm là A. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC, ta được tam giác đều ABC. Vẽ tam giác ABC đều có cạnh C bằng 6 cm. Để vẽ được đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì ta cần biết tâm và bán kính của nó. Thì để xác định tâm của đường tròn, chúng ta biết tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm ba đường trung trực của tam giác. Ta chỉ cần vẽ hai đường trung trực của tam giác là đủ. Trước tiên ta vẽ đường trung trực của cạnh BC. Do đó tiếp theo ta vẽ đường thẳng D là trung trực cạnh BC và đường thẳng D' là trung trực cạnh AB. Rồi đường thẳng D và D' cắt nhau tại điểm O. Ta vẽ cái đường tròn tâm là O, bán kính là OA. Đây chính là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chúng ta thực hành vẽ. Câu B là nêu cách vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Thì ta biết tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là giao điểm ba đường phân giác của tam giác. Tam giác ABC đều nên đường trung trực của các cạnh chứa phân giác của các góc của tam giác. Do đó tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cũng là tâm O của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Gọi H là giao điểm của đường thẳng D với BC. Ta vẽ đường tròn tâm O bán kính OH chính là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Câu C là tính bán kính R lớn của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC. Thì ta có OA chính là R lớn và bằng BC căn 3 trên 3, tức là bằng 6 nhân với căn 3 trên 3 bằng 2 căn 3. Đơn vị là cm. Còn OH chính là bán kính R nhỏ của đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC bằng BC nhân với căn 3 trên 6. Vậy bằng 6 nhân với căn 3 chia 6 bằng căn 3, đơn vị là cm. Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đều cạnh 6 cm là 2 căn 3 cm. Và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC đều cạnh 6 cm là căn 3 cm. Trước khi vào bài 2, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Tiếp theo ta vào bài 2, trang 69. Cho tam giác ABC có AC nhỏ hơn BC, nội tiếp đường tròn tâm O, có AB là đường kính. Từ điểm O vẽ đường thẳng song song với AC, nó cắt đường tròn O tại điểm Y. Điểm Y thuộc cung nhỏ BC. Câu A là chứng minh OI vuông góc với BC. Câu B là vẽ tiếp tuyến của đường tròn O tại B và cắt đường thẳng OI tại M, chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn O. Ta vẽ hình và giải bài toán. Trước tiên ta vẽ đường tròn tâm O có đường kính là AB. Ta lấy điểm C trên đường tròn sao cho AC nhỏ hơn BC. Từ điểm O vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường tròn O tại điểm Y, mà điểm Y thuộc cung nhỏ BC. Câu hỏi A là chứng minh OI vuông góc với BC. Muốn chứng minh OI vuông góc BC, ta chứng minh rằng
OI song song với AC và AC thì vuông góc với BC. OI song song với AC thì do giả thiết cho, do đó ta chứng minh rằng AC vuông góc với BC. Muốn chứng minh AC vuông góc BC, ta chứng minh góc ACB bằng 90 độ. Thế thì trong bài toán này A góc ACB bằng 90 độ vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Do đó đến đây ta đi ghi lời chứng minh của bài toán như sau. Ta có tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính là AB, nên góc ACB bằng 90 độ vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Do đó ta suy ra AC vuông góc với BC tại C, OI song song với AC do giả thiết. Từ hai điều trên thì ta suy ra được OI vuông góc với BC. OI vuông góc với BC là điều phải chứng minh ở câu thứ nhất. Ta sang ý B là vẽ tiếp tuyến của đường tròn O tại B và cắt đường OI tại M, chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn O. Chúng ta vẽ hình, ta chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn O. Vì điểm C nằm trên đường tròn cho nên nó sẽ là tiếp tuyến tại C. Như vậy MC sẽ là tiếp tuyến tại C của đường tròn O. Ta vẽ tiếp tuyến của đường tròn O tại B, nó cắt đường thẳng OI tại M. Ta đi chứng minh MC là tiếp tuyến tại C của đường tròn O. Thì muốn chứng minh MC là tiếp tuyến tại C của đường tròn O thì ta chứng minh rằng OC vuông góc MC tại điểm C thuộc đường tròn O. Muốn chứng minh OC vuông góc MC tại C thì ta chứng minh rằng góc OCM bằng 90 độ. Ta chứng minh góc OCM bằng góc OBM và góc OBM bằng 90 độ. Góc OBM bằng 90 độ bởi vì ta có BM là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Còn muốn chứng minh góc OCM bằng góc OBM thì ta đi chứng minh tam giác OCM bằng tam giác OBM. Hai tam giác có sẵn các yếu tố bằng nhau, đó là OC bằng OB vì cùng bán kính, OM là cạnh chung. Như vậy ta cần chứng minh rằng CM bằng BM. Muốn chứng minh CM bằng BM thì ta chứng minh OM là trung trực của BC. OM là trung trực của BC bởi vì ta có là OI vuông góc với BC và OB bằng OC. Ta đi chứng minh bài toán như sau. Ta có tam giác OBC cân tại O bởi vì OB bằng OC là cùng bán kính của đường tròn O. OI vuông góc với BC do chứng minh trên, nên đường thẳng OI chứa đường cao đồng thời là đường trung trực của tam giác OBC. Từ đó suy ra MC bằng MB bởi vì M nằm trên đường trung trực OI của BC. Xét tam giác OCM và tam giác OBM có. Ý thứ nhất là MC bằng MB do chứng minh trên. Ý thứ hai là OM là cạnh chung. Hay là OC bằng OB vì cùng bán kính đường tròn O. Nên tam giác OCM bằng tam giác OBM theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác bằng nhau thì suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, tức là suy ra góc OCM bằng góc OBM. BM vuông góc với OB tại B, do BM là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Đó ta suy ra góc OBM bằng 90 độ. Do đó góc OCM bằng 90 độ. Suy ra CM vuông góc với OC tại điểm C thuộc vào đường tròn O. Vậy CM là tiếp tuyến tại C của đường tròn O. Thì đây là điều phải chứng minh.